cấp sổ đỏ sai, rất nhiều cán bộ đã bị kỷ luật. Cho nên là các bạn hạn chế mua những cái đất không sổ. Những cái mảnh đất mà có sổ thì có khả năng cấp được sổ thì về cơ bản họ đã cấp được sổ rồi. Nhưng cái điều quan trọng là khi mà bạn là người thì bình thường, bạn không thể biết mảnh đất nào có sổ, mảnh đất nào không sổ để bạn mua và bạn có thể cấp lại được sổ. Cho nên là khi mà bạn mua, tốt nhất là khi mà mình mua đất ấy, thì có sổ thì mua, không sổ thì thôi. Trong một số trường hợp thì mua đất không sổ, sau đó làm sổ và cuối cùng là bạn cũng kiếm được một mớ. Nhưng mà thực ra là chúng ta phải là người hiểu biết thì mới dám mua. Thực ra thì nhiều người bây giờ, tốt nhất là lời khuyên của mình là có sổ thì mua, không sổ thì thôi. Các bạn thân mến, là trong cái thời gian mà nhập nhèm ấy, mà cấp sổ sai ấy, thì cán bộ bị kỷ luật và sổ đỏ là bị thu hồi. Thậm chí là có những sổ đỏ cấp ra rồi đã bị thu hồi thì chắc chắn là các bạn đều đã biết, đúng không ạ? Thế chính vì vậy mà lời khuyên của tôi là các bạn có sổ thì mua, không sổ thì thôi. Những mảnh đất không sổ, những mảnh khớp không sổ có đủ điều kiện để cấp sổ thì về cơ bản họ đã cấp được hết rồi. Còn những mảnh đất không chưa cấp được sổ thì có thể chờ luật mới hoặc là không bao giờ có thể cấp sổ đỏ đất thổ cư được cho các bạn được. Cho nên là các bạn tuyệt đối không nên mua đất không sổ làm gì cả. Nếu mà một điều nữa tôi chia sẻ ở video trước rồi, đó là khi mà bạn mua đất không sổ thì cái việc cấp sổ đầu tiên là cấp cho chủ đất đầu tiên. Một mảnh đất lăn qua lăn lại 3 người hay là 5 người thì vẫn phải cấp sổ đỏ cho cái người đầu tiên, sau đó mới sang tên cho bạn. Và bạn thấy rằng là nếu mà sổ đỏ cấp cho cái chủ đầu tiên thì bạn thấy là nếu như mà khi bạn cấp sổ đỏ xong mà giá đất nó lên cao, chủ họ không chịu sang tên cho bạn thì rõ ràng là đó là một cái rủi ro cho bạn. Thậm chí là bạn tìm đâu ra được cái chủ đầu tiên để mà bạn có thể làm được sổ đỏ. Cho nên là lời cảnh báo dành cho các bạn khi đi mua đất không sổ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.